Rồi, xin chào tất cả mọi người, mình là Cẩm, mình là Kistop. Hôm nay thì mình sẽ mình chia sẻ với mọi người cái công cụ trên Shopee giúp cho mọi người có thể tối ưu hóa hiển thị, đó là cái công cụ trang trí shop. Mình cũng sẽ chia sẻ luôn, gọi là giới thiệu nhanh, ngoài Shopee ra thì mình cũng giới thiệu nhanh bên Lazada. Thì thật ra trang trí shop với Shopee và Lazada thì giống nhau thôi. Vậy thì trước khi trang trí shop thì mình cần chuẩn bị những gì? Mình sẽ chia sẻ cho mọi người nhé. Trước khi mà trang trí shop hoặc là gian hàng trên cả những cái kênh này thì mình cần chuẩn bị những gì? Ít nhất là mọi người phải thứ nhất là mọi người có cái gian hàng đã lên đầy đủ các sản phẩm. Theo nhà, theo sản phẩm mọi người sẽ bán, theo chuẩn sale. Rồi, chuẩn sale như nào thì một hồi mình sẽ chia sẻ luôn mọi người nhìn thật nghe thấy nha. Rồi, thứ hai là mình thứ hai nữa là mình sẽ có chuẩn bị một cái mô tả và giới thiệu về về gian hàng, thương hiệu hay là sản phẩm. Rồi, thứ ba là mình sẽ có hình ảnh về thương hiệu sản phẩm, nguyên liệu, nguyên liệu, chương trình khuyến mãi. Đây, mình sẽ có một mẫu một cái rất là nhiều. Đấy, thì những hình ảnh này phải là đã được đi ra. Đã được thiết kế bằng cách đã được thiết kế dùng bằng cách là công cụ Canva. Mình sẽ sử dụng cái công cái theo cái cách là ảnh Facebook. Mọi người vào Canva thì nó có cái mục ảnh bìa Facebook hoặc là những gì nhỉ? Facebook cover thì mình cứ thiết kế theo cái size đó thì nó sẽ đúng đúng chuẩn để mình có thể trang trí được shop. Nhưng mà thật ra thì mọi người lưu ý một xí là cái phần ảnh biểu Facebook sẽ to hơn so với yêu cầu của Shopee một xí, nên những cái thông tin hoặc nội dung mọi người cần để nhấn mạnh cho khách hàng thấy thì mọi người nên đặt ở phần chính giữa trọng tâm của hình nha. Rồi, cái thứ cuối cùng mà mình cần phải chuẩn bị đó là những cái set up cài đặt sẵn những cái chương trình khuyến mãi. Thì cái này nếu có mình sẽ thực hành cho shop của mình, và shop của mình thì hiện tại không có chương trình khuyến mãi đâu cả. Có thể là mọi người sẽ nhìn thấy, nhưng mà mình cũng sẽ hướng dẫn cái cách để mọi người có những cái chương trình khuyến mãi. Rồi, vậy thì mọi người cứ chụp lại phần này cho mình nha. Đăng ký shop như ngày trên Shopee và Lazada thì mình cần chuẩn bị 4 thứ. Thứ nhất là nên đầy đủ cái sản phẩm, thứ hai là mô tả về hoặc là giới thiệu về cái gian hàng và cái thương hiệu của mình, thứ ba nữa là những cái hình ảnh đã được design theo cái kích cỡ của ảnh bìa Facebook, và cuối cùng nữa là cài đặt những cái chương trình khuyến mãi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào thực hành nha. Đây, mình vào trang chủ của shopee.vn, mình đăng nhập. Thì shopee thì tài khoản mua và bán đều như nhau hết, mình đăng nhập vào đây. Rồi, sau khi đăng nhập thì mình vào kênh người bán. Rồi, tụi mình đợi một xí nha. Internet chỗ mình nó không được tốt lắm. Rồi, ok, đây nó hiển thị ra rồi. Đối với Shopee mà khi hoặc là Lazada khi mà vào cái kênh người bán điều khiển như thế này thì mọi người cứ canh vào cái
gọi là cái bên trái, góc bên trái màn hình, bên phía bên trái màn hình đó, nó có tất cả công cụ nó đều nằm ở cái tab bên đây, thì mọi người cần gì thì mọi người cứ vào đó tìm tìm miết nhắc vào từng cái thì nó sẽ ra, mọi người tìm mình sẽ thấy. Thì bây giờ là đối với cái phần gọi là trang trí shop thì mọi người vào kênh mình bán, thì mọi người kéo kéo xuống đến tận dưới phần quản lý shop thì nó sẽ có cái phần là trang trí shop, mình nhấn vào đấy. Rồi đối với phần trang trí shop thì nó sẽ hiện lên hai phần, một là phiên bản di động, hai là phiên bản cho máy tính. Thì mình khuyên là mọi người nên tập trung cho cái phần phiên bản di động trước, sau đó thì nó sẽ có cái phần là áp dụng ở phiên bản máy tính. Mọi người cũng không cần quá quan, đối với Shopee thì mọi người không cần quá quan trọng cái phiên bản máy tính đâu. Nhưng vì vì sao vì đa số khách hàng mua ở Shopee là mua từ app, chứ app dùng bằng điện thoại, nên cái việc mà hiển thị trên điện thoại nó vẫn là di trên di động vẫn là tối ưu hơn, vẫn là cái ưu tiên của mình. Rồi sau khi mình đã ra vậy thì mình sẽ chọn phiên bản di động, mình không chọn chọn phiên bản máy tính, và mình bắt đầu chỉnh sửa trang trí. Rồi rồi đây, vào chỉnh sửa trang trí. Rồi mình đi tổng quan nha, cái bố cục trong một gian hàng thì cần có những gì. Vào đầu tiên thì cái phần này là cái phần cố định, rồi cái phần mà là tên gian hàng này kia là nó cố định, mình không có thể thay đổi được. Thì đối với phần tên gian hàng thì mình có thể vào phần hồ sơ của shop để mình sửa được, hoặc cũng như là tên đăng nhập thì mình có thể sửa được. Thì hiện tại thì vì cái phần bài này của mình thì mình đang hướng dẫn mọi người, nên nó có sự chênh lệch giữa dòng dữ phương Huỳnh với Tây Bắc hương liệu và gia vị, thì mọi người thông cảm phần này. Mình chủ yếu là mình chỉ thao tác thì mọi người đã thấy thôi. Rồi đầu tiên vào cái phần cái shop thì mình cần có một cái banner thật là to đầu tiên. Để làm gì ạ? Để cho mọi người, cái banner này với mục đích là giới thiệu về gian hàng, về thương hiệu và những sản phẩm dịch vụ mình sẽ bán tại cái gian hàng này. Một số shop thì họ sẽ ưu tiên cái phần là chương trình khuyến mãi lên trên, thì tùy nha. Nếu thì tùy đó, nhưng mà đối với mình á, thì nếu mà bạn không có xét một chương trình khuyến mãi nào hết, thì bạn muốn xây dựng câu chuyện thương hiệu thì mình nghĩ là bạn nên đưa cái phần giới thiệu này lên đầu tiên. Rồi thì làm sao để thêm cái phần mã banner quay vòng này? Đây người thấy là nhìn vẫn là nhìn góc bên tay trái màn hình, những cái thanh công cụ người thấy rất nhiều đây. Đây phần mình kéo đầu tiên nó sẽ có cái phần là banner quay vòng, người nhấp vào làm sao để thêm ạ? Nhấp vào thì nó sẽ không thêm đâu ạ. Mọi người nhấp giữ chuột và kéo thả vào cái chỗ vị trí mọi người cần đây thì nó sẽ ra. Rồi để thêm vào cái banner quay vòng này thì mình sẽ như thế nào? Thì mọi người lưu ý ở đây nó có rất là nhiều kích cỡ: 2.1, 4.9, 1.1. Thì tùy vào kích cỡ mà mọi người đã design, nhưng mà mình đã có yêu cầu hướng dẫn là chuẩn bị design theo cái bìa theo cái kích thước của ảnh bìa Facebook. Nên bây giờ mình sẽ chọn phần này tùy chỉnh hoặc phần 2.1. Nhưng mọi người cứ chọn tùy chỉnh đi, thì vì nó đã mặc định rồi. Rồi phần xong đến rồi, phần mình sẽ thêm ảnh. Thì mình sẽ có rất là nhiều ảnh đã được thiết kế sẵn, thì mình cứ thêm vào không? Đấy, xác nhận. Rồi vì là banner xoay vòng nên mình có tối đa là 5 ảnh lận, nên mình đây nó có ghi là cô nè, tối đa là 5 ảnh hoặc là video nữa mình có thể thêm. Đây mọi người thêm ảnh bên đây, thêm video bên đây, bên mình có tùy vào đây. Cái giao diện của nó là tiếng Việt nên đa số mình rất là dễ dùng, mình có thể dùng không. Đây đây trong trường hợp này thì tại sao nó lại là báo kích thước nó có một lệ kích thước tối đa 20 mét. Rồi vì sao ạ? Đây mọi người có thể xem lại cái ảnh này của mình nha, nó hơi nhỏ nhưng mọi người cố gắng nhìn. Đây vì cái ảnh này mình chèn ở phía sau là một ảnh kỹ thuật số, nó tương đối nặng nên khó có thể nào mà làm nó đủ được 20 mê. Thôi bây giờ mọi người hãy chọn những cái nền trắng đơn giản như thế này, nhẹ nhàng, hoặc những cái ảnh nó nhẹ nhàng thôi, nó cứ trung lượng thôi để nó có thể dễ tải lên. Nếu mọi người chọn ảnh quá tốn dung lượng thì mọi người quên quy định nó tầm khoảng 1 MB thôi. Nếu mà nhiều quá thì khi mà khách hàng
họ vào cái gian hàng của mình, họ lốt bằng điện thoại mà mạng yếu thì nó sẽ không ra hình ảnh đâu, thì cái việc trang trí shop lúc này nó sẽ trở nên phản tác dụng nha mọi người nha. Rồi để mình chọn banner quay vòng, mình sau khi mình chọn mình thêm đầy đủ các banner thì mình luôn thôi, mình chọn luôn. Đấy, nhưng mà đối với mình thì bây giờ cái banner mình đã được, mình đã làm sẵn rồi đây, cái banner này mình đã được làm sẵn rồi đây, đấy nó rất là nhiều, mình đưa tất cả các thông tin vào đây. Rồi phần thứ hai, phần thứ hai trong phần cái nội dung thứ hai trong cái việc tiếp theo của cái banner giới thiệu đó là một cái văn phần đoạn văn bản mô tả giới thiệu về sản phẩm thương hiệu của mình. Thì đó, thì vì sao đấy, đấy là vì sao mà mình lại yêu cầu là cái công việc thứ hai mọi người phải làm trước khi chuẩn bị lên sản phẩm, đó là mọi người phải có cái phần mô tả về thương hiệu mình, phải kể câu chuyện một cách ngắn gọn súc tích nhất này để kể vào đây. Thì làm sao đi thêm cái phần này, mọi người vào phần kéo phần banner thì có cái phần là văn bản mình thả thôi, và sau đó mọi người bắt chữ qua. Thì lưu ý rằng là đối với cái phần này á, thì nó sẽ không có được chỉnh sửa quá nhiều gọi là phông chữ đâu, chỉ cái quy định một mặt phông chữ thôi, thì nó khi mà hiện lên máy tính thì nó sẽ có lỗi một xíu nhưng không sao, nó khó coi thôi chứ nó không đến nổi. Rồi đến tiếp theo là phần bảng chạy, đến tiếp theo là mọi người nên chèn vào, mọi người nên chèn vào một cái banner gọi là sản phẩm nổi bật, thì mọi người kéo xuống cái phần sản phẩm này thì nó sẽ có cái tập một sản phẩm nổi bật đấy, thì mọi người nhấp, mọi người thả vào đây. Thì khi vào đây thì nó sẽ mặc định nó sẽ ra rất là nhiều cái sản phẩm mà nó hiểu đó là nổi bật, Shopee hiểu là nổi bật nhưng mà thực ra nó mình nó không phải, thì mình chọn nó đang tự động, nó đang tự động hiểu như vậy. Thì bây giờ mình không, mình muốn xét thêm một cái ý định ý đồ của mình chọn thủ công. Rồi mình muốn ý đồ của mình hiện lên hai sản phẩm hay theo bố cục nào thì do đó là do mình rồi. Nhưng mà nghe mình sẽ đi rồi ý đồ nào mà để mình có cái phần này là mình sẽ có, mọi người nhấp vào đây mọi người sẽ thấy là mình sẽ chọn những video trước mình có chia sẻ là trong một gian hàng nó sẽ có ba loại sản phẩm mồi, sản phẩm chủ lực và sản phẩm tạo doanh thu tốt nhất. Thì mình nên đưa hết vào đây, hoặc có một cái sản phẩm mà mình sẽ được đưa mới và mình đi kèm sale với cái sản phẩm. Nếu mà mình đặt tên giống như mình hiện tại nè, thì đặt tên của mình là sản phẩm bán chạy, thì mình sẽ chọn cái sản phẩm bán chạy của mình nhất hoặc là cái sản phẩm mồi của mình lên đây, và bên cạnh đó mình sẽ kèm theo một dòng sản phẩm mới mình được lên, và mình muốn xây cái sản phẩm nó lên nó đạt cái tỷ lệ lượng bán cao hơn thì mình kèm vào đây nó đứng thứ ba hoặc là nó đứng thứ hai. Rồi thì cũng như thế thôi, mình nhấp vào xong rồi mình sẽ thêm sản phẩm, mình chọn chọn sản phẩm trong của mình thì thôi, rồi mình xác nhận cái điều đây, mình chọn cái này đi, mình xác nhận rồi rồi mình lưu thôi, thì nó sẽ được việc lên phần này. Rồi tiếp theo là phần cái gọi là không gian dành cho những cái chương trình khuyến mãi đây, thì để thêm cái phần chương trình khuyến mãi mọi người cứ kéo hết đây, nó sẽ có bỏ rất là nhiều cái tab chương trình khuyến mãi này, mọi người kéo cứ nắm kéo hết qua, mọi người nắm kéo hết qua thì nó sẽ hiện lên mấy cái này. Và đối với phần chương trình khuyến mãi này thì mọi người nên set là tự động để sau này mọi người vào mọi người làm cái phần trang set chương trình khuyến mãi xong đó, thì mọi người không cần phải qua phần trang trí shop để làm nữa mà nó sẽ tự động cập nhật lên đây thôi. Rồi ok mình có thay đổi tên nè, cái phần chương trình khuyến mãi luôn, nhưng mà mình thì tại vì cái phần này hiện tại mình không có, và mọi người cứ yên tâm là nếu mình đã set tự động này và nếu mình không có chương trình khuyến mãi thì nó sẽ tự động ẩn, khi nào có thì nó mới hiển thị lên thôi. Rồi đến phần thứ ba là một trong những phần cũng quan trọng trong phần trang trí shop, đó sẽ là một banner to và một những banner nhỏ ở dưới gắn sản phẩm. Vì sao mình lại nói nó là như vậy? Vì khi vào một gian hàng, tâm lý khách hàng thì họ vào họ đọc thông tin gian hàng rồi, họ thấy được những sản phẩm bán chạy rồi, nhưng mà những sản phẩm bán chạy này nó chưa hài lòng họ,
thì cách để mình giữ chân khách hàng tiếp theo là mình sẽ đưa lên những cái theo danh mục sản phẩm, những sản phẩm và banner theo danh mục sản phẩm. Ví dụ nha, gian hàng của mình hiện tại là mình sẽ bán hai loại chính, đó là nước tắm dao đỏ và tinh dầu, nên mình sẽ có hai cái banner lớn kèm theo hai banner đó là những sản phẩm nhỏ dưới để cho khách hàng khi và trong những để cho khách hàng khi mà nhìn thấy những cái banner này của mình nè, mình sẽ thiết kế là nước tắm dao đỏ thư giãn 100 ml, mình sẽ đưa những cái giá trị ưu việt của sản phẩm của mình vào, ví dụ như là 100% thiên nhiên, công thức cổ truyền của người dao đỏ ấy. Thì khi mà đọc đến đây thì nếu mà một số khách hàng họ sẽ có một cái thắc mắc rằng là công thức cổ truyền của người dao đỏ là như thế nào, thì lúc này mình sẽ bắt đầu mình nhấp vào mình sẽ bắt đầu là mình sẽ đánh vào tâm lý đó, thì họ kéo tiếp thì họ sẽ thấy vô số cái loại nước tắm dao đỏ là thư giãn 5 chân sau sinh cho trẻ em, thì họ sẽ nhấp vào đây để họ xem. Thì khi mà nhấp vào đây thì nó sẽ có link với sản phẩm. Rồi cách nào để mình làm nha, đầu tiên thì mình sẽ vào cái phần mà là banner bên đây, mình chọn banner một hình ảnh, mình kéo mình nó thả chuột đấy, nó sẽ hiện ra đấy. Mình cần mình làm không cần thì đây 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 mình làm lại đây, nhấp thả chuột ra để mình thêm ảnh đấy, nhưng mà hiện tại thì mình đã làm rồi để mình không không để vào nữa. Rồi tiếp theo là để làm sao được ra cái phần nhiều như thế này thì mình chọn banner nhiều ảnh, mình nhấp mình thả chuột mình kéo qua đó, nên nó sẽ hiện ra 4 ảnh, 3 ảnh, 5 ảnh đấy, 4 ảnh. Rồi bây giờ mình chọn 4 ảnh nha, mình chọn nó với banner này thì mình sẽ chọn nước tắm, thì đang nước tắm sơ sinh luôn đây, nước tắm sơ sinh đấy. Rồi nếu mà mình làm tới đây mình lưu à, và mà nếu mình chỉ làm 4 ảnh như thế này tới đây thôi lưu, thì khách hàng sẽ không link được với sản phẩm, mà mình phải làm thêm một cái tiếp tục đây nè, đường dẫn tùy chỉnh trang sản phẩm. Rồi bây giờ mình vào trang mình thấy cách nào là nước, mình ảnh hồi nãy mình là nước tắm sau sinh, thì đây mình đã link được tắm sau sinh vào đây, xác nhận đây, mình làm vậy thôi với 3 sản phẩm còn lại luôn. Sau khi mình lưu nha, thì nó sẽ ra được như thế này, và khi mà khách hàng chạm nhẹ vào cái phần, tại vì điện thoại nó sẽ là cái chạm mà, thì khi khách hàng quan tâm nhấp chữ vào đó chạm vào cái ảnh này thì nó sẽ hiện ra được cái link sản phẩm để cho khách hàng tăng cái tỷ lệ gọi là chuyển đổi quyết định mua hàng nó nhanh hơn, rút ngắn khoảng thời gian lưỡng lự khách hàng lại. Đây đây là cách mình làm nha. Rồi tiếp theo đối với tinh dầu Tây Bắc thì mình cũng vậy, mình sẽ chọn một cái banner, một hình ảnh, mình đánh vào mình thêm ảnh rồi mình chọn luôn, xong sau đó với điều kiện là mình đã đi sai hết tất cả cái này nha. Rồi xong sau đó mình cũng chọn banner nhiều, nhưng mà mình có thể thêm một xí đối với tinh dầu ở cái ảnh này, mình không có quá nhiều thông tin nên mình sẽ chọn cái phần là công dụng hoặc là thành phần của nó ở dưới, và đối với những cái ảnh banner nhỏ này đấy thì khi và ở đây thì mình không có link với sản phẩm này đấy, thì mình cũng có link hết, thì khi khách hàng nhấp vô thì nó sẽ ra sản phẩm của mình mong muốn thôi. Rồi tiếp theo mọi người cứ làm như thế đến, nếu mà mọi danh gọi là trong cái gian hàng của mọi người có nhiều sản phẩm, có nhiều danh mục, ví dụ như bánh bao chay, bánh bao nhân mặn, bánh bao mà không bánh trung thu nhân bánh trung thu dành cho người ăn chay, bánh trung thu dành cho người giảm cân, hoặc là bánh trung thu truyền thống, hoặc là bánh bông chỉ, thì mọi người có bấy nhiêu cái danh mục đấy thì mọi người có bấy nhiêu sản phẩm thì mọi người cũng vào bấy nhiêu banner đó, thì nó chắc chắn là cái ngân hàng mình nó sẽ thu hút khách hàng không. Rồi tiếp theo là cái phần danh sách ngành hàng, thì cái phần này nó sẽ gần như là mặc định trong phần nhân triển khiến ngân hàng nó sẽ có, nhưng mà kéo lên chút xíu thì nó cũng sẽ nằm đâu đó thôi. Thì vào đây thì mọi người sẽ có thể chọn theo cái danh mục mà nó hiển thị, hay nó sẽ chữ không hoặc là chữ và ảnh. Và phần này thì thật ra nó đã mặc định rồi, mình cũng không thay đổi được nhiều gì đâu, mình chỉ vào đó mình chọn danh mục trong shop thôi. Thì danh mục trong shop thì thật ra là do mình tạo, là cái thứ nhất
Cái thứ hai nữa sẽ là dựa trên cái lúc mà mình lên sản phẩm, nó có cái phân loại ngành hàng thì nó sẽ ra, nó sẽ ra kèm theo chung, nó sẽ tự động hiểu nó có xem những cái danh mục đó. Ví dụ như trong cái ngành hàng của mình nó có gốm nè, cái tràng có dụng cụ nguyên chất, có đồ thờ cúng không thể dùng nữa. Cái này là cái gian của mình thì mình là vì mình làm rất nhiều doanh nghiệp rồi nên mình có rất nhiều cái ngành hàng khác nhau. Cái gian hàng này thực ra chỉ để là cho mình thực hành cho mọi người xem thôi, nhưng mà nó cũng ra đơn người khi mà mình làm tốt đó, mặc dù mình hơi lung tung trong cái danh mục sản phẩm nhưng mà nó cũng ra đơn rất là tốt rồi. Để xong mình chọn lại một cái nào đó rồi mình ấy, nhưng mà thường thì mình sẽ chọn hàng mới về. Đấy là đầu tiên. Rồi đến những cái sau thì mọi người ưu tiên những cái nào mà theo mọi người muốn bán. Ví dụ như mùa trung thu tới thì mọi người đến bánh trung thu trước, đem cái bánh bao chỉ xuống phía dưới, chứ không thể nào mà để bánh trung thu trên được, bánh bao chỉ ở trên, bánh trung thu ở dưới được, hiểu thế. Sau khi mọi người làm xong mọi người lưu lại thôi. Và cuối cùng sau cái phần kết thúc trang trí gian hàng, nó sẽ có cái phần gọi là cái banner. Cái banner là một banner, một hình ảnh tổng hợp tất cả các sản phẩm của gian hàng mà mình có, hoặc là cái thông điệp mà mình muốn truyền tải cho khách hàng. Đây. Rồi đến cái phần danh sách ngành hàng và sản phẩm thì cái này mặc định rồi, nó sẽ tự hiển thị. Rồi sau khi mình làm xong, đây mình sẽ tổng kết lại nha. Vậy thì một cái bố cục trang trí gian hàng nó gồm có những cái gì? Để mình sẽ qua. Đầu tiên mọi người là gì ạ? Một cái banner quay vòng giới thiệu về thương hiệu, về gian hàng của mình đúng không ạ? Để ghi chữ của mình đây nha. Một bố cục gian hàng cũng có nè. Một banner quay vòng giới thiệu về gian hàng thương hiệu. Rồi thứ hai là gì ạ? Thứ hai sẽ là một cái đoạn văn bản mô tả giới thiệu về cái thương hiệu của mình. Rồi, thứ ba là gì ạ? Thứ ba là sẽ phải có tác bán chạy. Rồi, thứ tư là khu vực dành cho chương trình khuyến mãi. Mọi người yên tâm, cái phần này nếu có những khuyến mãi nó sẽ hiện còn không thì nó sẽ tắt thôi, nó không có hận hiện lên hận á. Rồi tiếp theo là gì ạ? Banner. Và mình sẽ dùng những cái này để mọi người nhớ nha. Banner một hình ảnh cộng với banner nhiều hình ảnh theo danh mục sản phẩm mà gian hàng có. Banner hình ảnh cộng với banner. Banner như mình viết đúng không? À đúng rồi. Banner nhiều hình ảnh theo danh mục sản phẩm mà shop mà gian hàng có xem phải. Rồi thứ sáu là gì ạ? Một cái danh sách ngành hàng. Thì cái này thường là một tình rồi. Rồi tiếp theo là gì? Một cái banner tổng kết, một banner hình ảnh tổng kết.
sản phẩm, hoặc là thông điệp cho khách hàng. Và cuối cùng, rồi, đấy là những cái phần của rồi. Đây, đây là 7 cái phần. Đây, đây là 7 cái nội dung mà mọi người có thể sẽ mọi người sẽ phải làm trong trong cái việc book trong cái việc trang trí gian hàng nha. Rồi, mình sẽ quay lại sang phần này. Rồi, sau khi quay lại cái phần trang trí gian hàng một xí, sau khi mọi người trang trí xong, mọi người cảm thấy ok rồi thì mọi người hãy nhấn luôn. Và sau khi luôn luôn thì nó chưa áp dụng nha, nó chưa hiển thị lên, mọi người phải nhấn áp dụng. Đây, khi mà áp dụng hiện tại thì nó chỉ đang áp dụng cho thành công cho phiên bản điện thoại thôi, điện thoại di động thôi. Mọi người thấy đây, đó. Rồi. Em quên hồi nãy mình sẽ nói là mình nói cho mọi người cái thế nào là chuẩn SEO. Đây mọi người có thể nhìn thấy nè. Đổi một sản phẩm lên mà chuẩn SEO á thì nó sẽ có gồm video nè, nó có hiển thị video nè. Hình ảnh nó đồng đều với nhau theo một cái khung nhất định nền trang. Đấy, đấy là những cụ chuẩn SEO. Còn đây là những cái hình ảnh không chuẩn SEO đây. Đấy, cái này thì ảnh sản phẩm lúc to, lúc nhỏ, cái nằm đứng, cái nằm đứng, cái nằm ngang, cái nền gì gì đó, cái nền cây, cái nền thổ cẩm, cái nền đang màu tối, nó lung tung hết. Thì cái này không chuẩn SEO và nó không đúng. Nếu mọi người muốn sản phẩm mọi người tối ưu thì mọi người nên thật ra thì không cần nền trắng không đâu, nhưng mà là mọi người có thể làm nền khác, nhưng mà với điều kiện là nó sẽ có cùng kích cỡ, nó cùng một cái form như thế này, thì để cho nó đúng chuẩn SEO nha. Đấy, thì mọi người nhìn nhìn đến như vậy thì nhìn cái gian mình nó vô cùng chuyên nghiệp và nó sẽ thu hút khách hàng hơn, mặc dù mình là một shop thường với một shop. Rồi rồi sau khi mà được phân áp dụng với điện thoại này rồi, nếu mọi người cảm thấy phù hợp rồi thì mọi người có thể áp dụng vị trí hiện tại cho máy tính, còn nếu không thì mọi người có thể chọn tiếp tục chỉnh sửa nha. Đây, áp dụng cho máy tính thì nó cũng sẽ hiện ra như thế thôi. Ok, nếu mình cảm thấy ok rồi thì hoặc là chưa ok thì mình sao chép và mình chỉnh sửa tiếp, còn nếu không á, thì mình cảm thấy ok rồi thì mình tiếp tục luôn, mình xác nhận. Đây, nó sẽ hiển thị cho mình cái phiên bản máy tính. Rồi, ok. Đây là đây, sau khi hiện tại là mình đã hoàn thành xong cái việc trang trí gian hàng. Bây giờ mình bắt đầu mình kiểm tra lại nha. Xem cái việc trang trí của mình nó có hiển thị đúng không. Đây, mình mở máy tính. Mình sẽ giúp mình gọi để dễ thấy nha. Đấy. Đấy, mình mở máy tính thì thường chữ nó sẽ bị như thế này. Đấy, nó hiện lên rất là rõ ràng, rất là thu hút luôn. Rồi. Cái gian này thì nó cái phần sản phẩm này lên thì nó chưa đồng đều, tại vì mình muốn cho mọi người thấy được cái phần đầu chưa đồng đều là như thế nào á. Còn cái đoạn này là mình đã lên đồng đều rồi nè, thì nó sẽ như thế này. Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ làm tốt trong cái việc trang trí gian hàng của mình. Chào mọi người nhé.